Em hãy kiếm cho anh một con máy siết bu lông, máy khỏe, pin trâu mà phải rẻ em ạ. Đây nha anh ơi, một mã máy siết ốc màu lông, hàng Kutan, công ty bảo hành cho mình là 6 tháng luôn. Một thân máy này, lực là 400 N, hai khối pin 15 cell, một sạc và có cả hộp đựng này. Mà giá này chưa đến 1 triệu đâu, rồi có vài trăm ngàn thôi nhá. Vài trăm ngàn thì làm được cái gì? Vài trăm ngàn làm được cái gì thì anh cùng em tham khảo trực tiếp xem nó làm được cái gì nhá. Ok. Đây nha các bạn ơi, ngày hôm nay bên em về phục vụ tất cả quý khách hàng em một bộ mã máy siết ốc màu lông đầu rỗng nha, 2 trong 1, vừa siết ốc vừa có thể bắn vít bắn tôn, hàng Kutan, bảo hành 6 tháng, hàng công ty dập nổi như thế này luôn nhá. Trời ơi, mà pin đẳng cấp luôn, hai khối pin 15 cell như thế này luôn, phải nói là pin trâu 15 cell mà sử dụng với máy siết ốc thế này dùng rất là lâu luôn nha mọi người, mà động cơ không chổi than. Wow. Tốc 1 cho em, tốc số 2 các bác ạ. Thực sự luôn các bác ơi, ngày hôm nay về một mã máy siết ốc mỏ bù lông đúng thực sự là rất là ngon luôn. Thân máy màu xám xi măng này, bên màu vàng, hàng của Kutan nhá. Kutan, hàng công ty, logo của nó này sẽ là logo dập nổi luôn. Điểm đặc biệt ở mã này nó sẽ có phục vụ các bác nhà em là hai khối pin 15 cell nhá. Bao làm cả ngày cho mọi người luôn. Đây các bác ơi, logo của ta sập nổi này. Motor bò roulette không chủ tham, dòng đầu rỗng 2 trong 1. Và đây, hai cấp chỉnh tốc đây nhỉ, tốc 1 và tốc số 2. Đó. Phía tay cầm này có đường gân chống trơn trượt cho mọi người khi sử dụng luôn nhá. Đây nguyên một bộ sản phẩm của nó thôi, sẽ bao gồm là một thân máy này, hai khối pin 15 cell, chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Magata này. Rồi. Rồi một cái sạc bàn như thế này. Và có cả một hộp đựng bằng nhựa phục vụ quý các anh em để đựng máy móc và đựng pin nhá. Với con này thì các bác có thể thứ nhất là đi siết ốc mà bù lông này, vì nó là dòng đầu rỗng mà. Rồi các bác anh em có thể bắn vít bắn tôn, đó, làm trong kính, làm nghề mộc. Hoặc là mọi người cần một con gia đình, nhiều khi là mình vặt gọi là mình vặn linh tinh này, hoặc là mình sửa chữa các kiểu thì có thể tham khảo luôn cho em nhá. Rồi, của ta này. Tốc 1 của nó này, tốc 1. Lực của nó sẽ là khoảng tầm 400 N. Đó, vòng tuần tốc từ 0 đến 2.200 vòng phút. Kutan KP138 cho em nhé. Kutan KP138. Pin là pin 21V. Đây, hai khối pin 15 cell này. Chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita các bác ơi. Đang dùng hệ chân pin phổ thông. Ơi thì có thể quất luôn cái mã như này luôn, cùng chung hệ chân pin. Và pin này thì các bác có thể dùng với rất là nhiều mã pin. Thông thường hai quả pin này các bác mua trên thị trường rẻ rẻ cũng phải tầm 700 ngàn luôn. Ngày hôm nay chương trình sale giá rẻ, ngày sale ngày cuối tháng luôn, phục vụ tất cả quý khách hàng em. Một bộ bù lông Kutan này giá thì chưa đến 1 triệu, có vài trăm ngàn thôi. Và các bác sẽ cùng em đi test thử con này, nó xem có thực sự ngon như lời em giới thiệu không nhá. Và đây là khẩu 19 anh em nhá. Một ba máy siết ốc mỏ bu lông chưa đến 1 triệu mà mở con bu lông 21 của bánh xe ô tô, phải nói là quá ngon lành luôn các bác ơi. Em sẽ dùng con Kutan để bắn vít bắn tôn cho mọi người xem nhá. Thực sự luôn, với dòng động cơ không chủ than và dòng đồ này, bắn vít bắn tôn quá là nhẹ nhàng luôn các bác ơi. Test con Kutan với chức năng bắn vít gỗ cho quý khách hàng em xem luôn nhá. Wow, các bác rất là nhẹ nhàng luôn, với lực 400 N. Quá ngon luôn mọi người ơi.
Và vì là dòng đầu rỗng nên là các bác nhà em có thể là gắn mũi khoan đa năng như em thế này. Và các bác có thể khoan được luôn giúp em nhá. Rồi em sẽ test chức năng khoan cho mọi người luôn. Em thử. Em dùng mũi đa năng 12 và em khoan trên gạch cho tất cả khách hàng nhà em xem luôn nhá. Quá khỏe và quá chất lượng. Mà giá ngày hôm nay thì siêu siêu rẻ luôn nhá. Nguyên bộ mã máy siêu ốc mỏ u lông hàng của cô ta. Rồi, một máy 2 pin màu sạc xin phép là giá sale rẻ từ tất cả khách hàng nhà em. Chỉ có 900 ngàn nhá. 900 ngàn mà sở hữu luôn hai quả 15 cell, một cái thân máy này và một sạc, cộng với cả hộp đựng bảo hành 6 tháng. Hàng thì cuối tháng về hàng nên em giá sale rẻ của tất cả quý khách hàng luôn. Nên là nếu các bác nhà em có nhu cầu mã này thì có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 này 826628 hoặc 0369 826628. Cửa hàng nhà em ở Lý Nhân, Hà Nam. Mọi người ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Trời ơi, phải nói quá là ngon luôn các bác ơi.